chơi này không? Hôm qua mình giết đi mình nữa đi siêu thị và mua nó. Hey, lớn lên con, chào các bạn lại. Giá là 100 Rồi hôm nay hai đứa mở cho các bạn cùng xem coi hộp đồ chơi là gì. Đâu đưa hộp đồ chơi ra cho các bạn coi coi. Đây các bạn. Quay mặt đồ chơi lại cho các bạn coi. Đây, trong đây có tổng cộng là 12 bộ đồ. Đây là em Úc, em chị. Đây là hàng của Việt Nam nha. Thế tiếng Anh là tưởng hàng của Mỹ là sai đó. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành khui. Nói lớn lên, hai chị em nói lớn lên cho các bạn nghe. Hôm qua mình đi siêu thị mua hai bé đòi mua bộ đồ chơi đó các bạn ơi. Thì nay hai chị em cùng khui cái bộ. Sau khi chiều hai chị em đi học về xong rồi mình để dành hai chị em cùng khui ra đó. Để giới thiệu cho các bạn biết nha. Bộ đồ chơi này gọi là bộ chơi gì Kim? Dạ búp bê. Búp bê ha. Búp bê này rồi, giờ các bạn mời các bạn cùng theo dõi coi trong cái bộ đồ chơi búp bê này có những gì nha. Mở thật là khó. Không. Này nhiều băng keo các bạn ơi. Mình đã mở được rồi, bây giờ mình... Nói lớn lên cho các bạn nghe. Mình đã mở được rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khui nó ra. Xích ra con. Xích lại anh kia. Đúng. Rồi giới thiệu các bạn đâu, ngửa lên cho các bạn coi coi. Đây, cho mấy tổng cộng là có 12 bộ đồ cho búp bê lớn. Còn búp bê nhỏ thì không thấy bộ nào hết trơn. Không thấy giày luôn. Ủa, không có giày nó mang gì trời. Rồi, thứ nhất chỉ các bạn biết cái này cái nào. Búp bê nó là búp bê gì? Đây là búp bê Barbie. Đây ngoài đấy có một cọng dây chuyền nè. Các bạn mở được cọng dây chuyền nó lên búp bê. À vậy là ngoài đó có cọng dây chuyền các bạn ơi. Thì bé nhà mình nó phải mở cọng dây chuyền ra nó mới được lấy được bộ búp bê. Không có giày sao búp bê mang trời. Búp bê có giày mà. Đâu có làm. Rồi, có cọng dây chì cột vô đó đó các bạn. Ủa nữa hả trời? Mấy cọng dây chì. Đó, rồi con gỡ ra. Rồi. Đâu, đưa búp bê cho các bạn coi coi. Đưa quay mặt lại. À, búp bê này gọi búp bê gì con? Đây là búp bê chưa đặt tên. Rồi, con đặt tên cho búp bê đi. Đặt tên đi Hương. Hương đặt tên là gì Hương? Đặt tên Ivy. Cái gì? IB á hả? Búp bê IB á hả? Trời. Người ta là Barbie. Rồi. Ủa sao nó cũng dán băng keo nữa trời. Bây giờ sẽ mở búp bê nhỏ ra trước. Quay lại đây nè. Ngoài sao búp bê nhỏ không có thêm một cọng dây chuyền. Đâu, quay lại cho các bạn coi coi. Hai. Đây có cọng dây chì gắn búp bê nhỏ nha các bạn. Nếu không thì nó sẽ sứt. Vậy là phải mở cọng dây chì nhỏ ra mới mở được cái búp bê nữa, búp bê nhỏ nha các bạn ơi. Đây, búp bê nhỏ rất là dễ thương. Gấp luôn cái váy rồi các bạn. Búp bê nhỏ có một đôi giày còn. Đâu búp bê nhỏ đâu, đưa đây, đây dơ gần lại. Búp bê nhỏ có một đôi giày rất là đẹp. Còn búp bê lớn thì không có đôi giày nha. Mình sẽ xin chị mày mình. Rồi. Mình sẽ tháo phụ kiện của búp bê nhỏ ra. Rồi phụ kiện búp bê nhỏ gồm những gì? Nón bảo hiểm nè. Đâu nón bảo hiểm đâu? Phụ kiện là nón bảo hiểm. Vô từ từ nó còn. Nhúm vú. Đâu? Đây là nón bảo hiểm. Đâu, nón bảo rất hiểm là đâu? Giống thật luôn. Con trẻ lấy nước nha các bạn. Nước thiệt. Sao gãy. Rồi tiếp theo để đặt ra đi. Rồi nón bảo hiểm rồi còn gì nữa con? Dạ thêm một cái xe đẩy em bé. Xe đẩy em bé đâu đặt ra? Đây để mình lại búp bê vô cho các bạn xem. Đây mình rót nước ra đây bạn ơi.
Đâu? Không có chơi nước con ơi. Không có chơi nước con ơi. Giờ xếp đào búp bê luôn các bạn. Trời, bé Kim ấy xếp đầu búp bê các bạn. Hôm mốt thì mình sẽ may đồ cho búp bê. Búp bê sẽ uống nấm vú nha các bạn. Đâu, nấm vú cho búp bê đâu, đó đó hả con. Rồi con cho nước vô, sữa vô rồi đó hả. Cái rồi còn cái gì nữa con? Đây, ở chương đây có một cái nơ đây. Mình sẽ để em bé của mình đi chơi đã. Từ từ đã chút. Búp bê này không có khớp nha các bạn. Bê có gì? Không có khớp. Không có khớp hả? Đẩy cái con búp bê này nha. Cái xe này nó lùng quá. Đẩy không được cho nên không phải đẩy. Con búp bê này đẩy không được cái xe. Bây giờ mình sẽ thay đồ cho búp bê thử. Nhà sẽ thắt tóc. Rồi con thay đồ cho búp bê đi. Thắt tóc đi con thay. Sao đâu? Muốn thay thì chúng ta phải cởi cái đầu nó ra. Đâu cởi đầu ra đâu. Cởi cái đầu nhẹ nhàng. Ở mẹ ơi mẹ có sao không? Đâu em bé đâu? Búp bê nhỏ đó Thiên Hương là Thiên Kim đặt tên. Thiên Hương đặt tên là gì? Body. Body hả? Thôi đặt trời. Tên là Elsa đi. Elsa. Ừ, Thiên Hương đặt tên nước ngoài không trời. Đây các bạn. Thôi con búp bê lớp này sẽ đặt tên là Anna đi. Hôm nay là Elsa, Anna. Đây là Anna. Rồi. Đây. Ở chỗ cái xào đồ nó cũng dán băng keo nha các bạn. Xào đồ dán băng keo nữa ha. Chắc mình nghĩ là chắc hết cái hộp này cũng hết cái cuộn băng keo luôn đó các bạn. Nhà sản xuất chắc nhiều băng keo lắm. Để mình hướng đây tay trong này có bộ đồ nhiều không? Được 12 bộ đồ. 12 bộ đồ. Bây giờ Thiên Na Kim thay bộ đồ nào cho búp bê lớn nào? Bây giờ con sẽ cho nó đi ngủ cho nên con sẽ thay bộ đồ này. Thay bộ đồ nào? Thôi thay bộ đồ ngủ này đi. Đồ này đẹp hơn này không? Sẽ cởi cái này ra. Cái đồ của búp bê. Nào cái búp bê bự. Đồ búp bê bự. Không phải búp bê nhỏ. Thì mình sẽ thay cái này đi. Bởi vì không lấy cái đó rồi. Thay các bạn. Nó có những cái này rất là đẹp nha. Đây là lần đầu tiên em mình được chơi búp bê đó. Dán sao đi. Bây giờ như thế này. Ta cầm từ dưới lên. Cô xin không giữa. Thế là con đã biết cách rồi. Nè các bạn, một khó mở lắm các bạn. Cô xin không giữa ba. Biết đâu, con làm sao đó. Xin Hương thay đồ cho búp bê nhỏ luôn hả con? Búp bê nhỏ, búp bê bự này cái ngực nó bự quá cho nên là thay đồ không được. Rồi lấy bộ đồ khác thử coi thay được không? Mấy bộ kia không được luôn. Chị dán luôn. Không phải mặc đồ xong mà không mới mặc cái đó vô được. Cái đầu vô được. Mình sẽ thử mặc. Rồi như vậy là bộ kia không vừa. Thiên Kim mặc bộ đồ nào cho búp bê hả? Bộ này nè các bạn. Nó lòi ngược rồi. Nhìn sao? Mình nghĩ là nó sẽ mặc qua cái gì. Không giờ lỗi nó vẫn lòi ngược kìa. Ai mặc lại đi. Kéo lên gì nè. Chị ơi. Đó. Búp bê nhỏ. Nó có vừa đâu. Nó lớn lên con. Em mình mặc không được cho nên mình sẽ mặc giùm em mình. Sau khi thay đồ thì mình sẽ cho mấy con này đi chơi. Để
sẽ đưa con này đi học. Xong dài lắm các bạn. Bạn nhìn nó dài nè. Dài khoảng chừng một móng út của mình luôn đó. Xong rồi chở sữa vô. Rồi sao mày nè không? Có mức bê bự này cũng mặc rồi này không vừa các bạn. Bởi vì nó bị lút cái ngực. Mình sẽ kiếm một khác. Bộ này thử rồi. Chắc hết đầu quá. Đồ quá. Em mình nói là chắc hết đồ cũng chưa vừa. Mình nghĩ là vậy. Thôi con lấy cái bộ đồ kia em mặc lại đi. Bộ đồ này thì nó bị lút. Bộ đồ đầm này nè. Sẽ để ghép tay nha. Lấy bộ đồ đầm cũ mặc lại cho búp bê đi con. Ta sẽ chồng. Cái bộ này làm như thiết kế không phải cho búp bê nè các bạn. Búp bê không rồi. Mình chồng lại coi coi. Búp bê không vừa. Con mặc đồ cũ. Ý bộ này vừa, bộ này vừa các bạn. Cánh tay nó bị gãy rồi. Phá hoại. Mẹ nãy nghe em nó gắn lại. Chút xíu nữa chị Hai gắn cho con. Trời ơi các bạn ơi khó quá. Giờ hai tay lên nè. Được không? Thật bại quá. Không được thì mặc đồ cũ cho búp bê đi. Rồi được rồi đó, ba thấy được rồi đó. Thay đồ cho. Rồi cho búp bê nhỏ ăn kẹo đi con. Đâu cho ăn kẹo chưa? Này các bạn, mình đã có cách để mặc cho tụi nó. Là mình lấy cái răng mình thử nó lên. Nó mới mặc được nha các bạn. Trời ơi, sao nó có hai cánh tay rồi. Ủa đâu mất thêm cái đầu rồi. Đây kìa các bạn. Em mừng. Rất hoài luôn. Xong. Rồi giơ ra cho các bạn coi coi đẹp không? Rất là đẹp. Nó lớn lên. Rất là đẹp nha các bạn. Có mức ba nào không mày rụng tóc. Mình sẽ chỉ rụng có mấy cọng thôi. Mình sẽ lấy dây thun cục cho búp bê. Rồi tiếp theo làm gì nữa? Rất là đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ mang đồ lên. Mình sẽ đợi nó thử cho búp bê. Xem có vừa không? Không, cái này không vừa búp bê. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái tay cho búp bê này đã. Rồi búp bê Thiên Hương ngồi ăn kẹo không ạ? À? Thiên Hương ăn kẹo không hả con? Đâu con hát? Mở cái này là có thể mình đã gắn cái tay vô được rồi đó. Các bạn hoàn chỉnh được 50%.
ơi, sao? Chị. Chị cũng dài lắm. Dài lắm. Chở nó đi chơi được chưa? Ừ. Nhưng mà sẽ mặc lại đồ cũ cho búp bê này nè. Mẹ, sau khi một hồi nó phá tay quay thì cái con búp bê này đã bị xúc tay xúc chân như nó. Đây, ở ngoài đây nó có một cái miếng này nè các bạn. Cảm giác là từ dán vô mà thôi. Xong nha các bạn. Nhưng mà sẽ gắn đầu con búp bê này lại. Lấy cho con coi. Thì mình cho nó đi xe đẩy. Mình bán mang giày cho nó nè. Chủ ơi, bán cho tôi một